Kính thưa quý vị và ngay sau đây ạ, trân trọng kính mời quý vị cùng gặp gỡ với giọng ca của anh Ngọc Thiện đúng không ạ? Trân trọng kính mời giọng ca của anh Ngọc Thiện cùng đến thật để quý vị với ca khúc Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Và chúng ta có thể cùng vũ trang cho Ngọc Thiện của ta bằng một tràng pháo tay thật là nhiều quý vị được không? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin mời anh Thiện ạ. Vâng, hôm nay là ngày vui của chú rể Lê Mạnh và cô dâu Mai Hoa. Thì chú cũng chúc phúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc. Chú xin thể hiện một ca khúc được mang tên Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Cao cao trên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi thay yên lặng thì hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và tình yêu xưa thật nhẹ chưa đôi bạn đón xuân về. Khi mặt trần bình yên, anh lính về thăm cô. Cô gái vừa tan ca, họ đang họ hẹn nhau và chờ nhau cùng cát cao hạnh phúc. Họ đón nhau. Xuân cùng theo buồn, ôi hạnh phúc đâu chỉ có hương ngon và áo đẹp. Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cùng đời con có ca những nụ hôn. Cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi tạm biệt mùa xuân, anh lính về biên giới. Cô gái vào ca bang, họ làm xa từ ngày qua. Xuân luôn cùng quay về, ôi hạnh phúc cô đơn đơn sơ mà thắm nồng. Tình yêu người lính lắng xa những trái bom, ta biết rồi vẫn đau như nụ hôn. Tình yêu sau những trái bom, tạm biệt rồi vẫn đau những nụ hôn. Tình yêu của người lính lắng xa những trái bom, tạm biệt rồi.